Xin chào tất cả các bạn. Video này mình muốn làm để chia sẻ cùng với các bạn bí kíp để chúng mình học thật tốt phần kiến thức về văn bản trong chương trình ngữ văn của chúng mình nhé. Đây là video thuộc chuỗi thử thách được tổ chức ở trên fanpage Học Văn Trị Hiên Trung học cơ sở. Rất mong được sự tham gia nhiệt tình của các bạn để chúng ta có được một sự khởi đầu thật là tốt đẹp, thật là năng lượng cho năm học mới của chúng mình nhé. Đến với video này, trước tiên mình muốn nhấn mạnh rằng kiến thức về văn bản văn học là một lượng kiến thức rất là lớn, chiếm một phần rất quan trọng ở trong chương trình ngữ văn của chúng mình, dù là ở khối học nào, dù là ở lớp học nào. Vậy thì chúng ta cần phải có một cái cách học thật là đúng đắn, thật là khoa học cho phần kiến thức về văn bản này nhé. Đối với văn bản thì mình chia ra có 3 giai đoạn để chúng mình học. Trước tiên là giai đoạn trước khi chúng ta học văn bản đó ở trên lớp, giai đoạn thứ hai là trong khi chúng mình học giai đoạn đó ở trên lớp, và giai đoạn thứ ba là sau khi chúng mình về nhà lật lại văn bản đó như thế nào. Trước khi học, chúng ta cần phải đọc trước văn bản. Đọc trước để nắm được tác giả, tác phẩm. Đọc trước để biết được những nội dung chính của tác phẩm này như thế nào. Và tiếp theo là chúng ta không chỉ đọc, chúng ta phải nắm được kỹ bằng cách là chúng mình sẽ trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa. Đó chính là cái phần chúng ta soạn bài. Và cuối cùng là hãy nhớ rằng đừng quên ghi lại những cái thắc mắc của bản thân mình xung quanh tác phẩm này các bạn nhé. Đó là gì? Đó chính là những cái phần kiến thức, những cái câu hỏi, những cái tò mò, những cái thắc mắc của các bạn nảy sinh trong quá trình chúng mình soạn bài ấy, thì các bạn hãy ghi lại. Các bạn có thể ghi ra giấy, các bạn có thể ghi vào một cái tờ giấy nhỏ dán vào trong vở cũng được. Để làm gì? Để trong khi chúng mình học trên lớp, đến với giai đoạn thứ hai này, thì chúng ta cần phải nghe giảng, cần phải ghi chép. Và các bạn đừng thụ động nhé, hãy chủ động lên. Tất cả những cái lời giảng nào của thầy cô mà các bạn thấy hay, thấy sâu sắc, các bạn hãy ghi lại vào trong vở ghi của mình. Về việc ghi chép thì có rất nhiều bạn thắc mắc xem là ghi chép như thế nào là khoa học. Thì mình có một số những gợi ý như thế này. Khi các bạn ghi chép môn văn, các bạn hoàn toàn có thể ghi một cách bắt mắt như là phần mình trình chiếu lên đây. Hoặc các bạn hoàn toàn cũng có thể ghi bằng cái việc là chúng ta chỉ cần ghi những cái gạch đầu dòng và highlight đơn giản như thế này thôi. Tùy vào sở thích của các bạn nhé. Và tiếp tục này, bên cạnh việc nghe giảng và ghi chép, chúng ta cũng cần phải đối sánh với cách hiểu ban đầu của mình. Đó là trong quá trình chúng ta soạn bài, chắc chắn là các bạn đã biết được tác phẩm này viết về cái gì, đúng không? Các bạn đã biết được tác giả này như thế nào, nhưng mà sẽ có những cái cách hiểu, sẽ có những cái điều ban đầu mà các bạn hiểu chưa được sâu sắc về tác phẩm này. Vậy thì trong quá trình chúng mình học tác phẩm này ở trên lớp, các bạn cũng đừng quên đối sánh với cách hiểu ban đầu của mình nhé. Và thứ ba là chúng ta hãy đừng ngại ngần đặt ra những cái thắc mắc, những cái câu hỏi cho thầy cô và trao đổi cùng với bạn bè để có thể hiểu sâu hơn về văn bản, hiểu sâu hơn về tác phẩm. Và cuối cùng, một phần nho nhỏ thôi nhưng mình nghĩ cũng rất là quan trọng, đó chính là các bạn hãy đánh dấu lại những cái phần mở rộng mà các bạn muốn tìm hiểu về tác phẩm này. Ví dụ nhé, mình lấy ví dụ là khi mà các bạn học về tác phẩm bài thơ về tiểu đội xe không kính, được không? Thì sẽ có những lúc mà các bạn muốn tìm hiểu về hình ảnh của người lính trong kháng chiến chống Mỹ, hoặc hình ảnh về những đoàn xe ra trận. Vậy thì các bạn hãy đánh dấu phần đấy lại. Khi mà trên lớp thầy cô chưa thể giảng kỹ cho chúng mình, hay là bất chợt chúng mình nghe một cái câu thơ của thầy cô mở rộng rất là hay nhưng chưa kịp ghi lại, thì các bạn làm một bước đơn giản thôi, chúng ta đánh một cái dấu sao ở đấy, hoặc highlight vào trong sách, hoặc ghi lại ở trong vở. Để làm gì ạ? Để đến quá trình sau khi học, khi chúng mình về nhà thì cũng đừng gấp trang sách lại và bỏ đấy nhá. Các bạn hãy đọc lại bài, đọc lại tác phẩm và ghi nhớ những kiến thức về tác phẩm đấy bằng cách ghi lại những từ khóa, hoặc các bạn có thể vẽ sơ đồ tư duy. Cái này phụ thuộc vào sự sáng tạo và cái sở thích của các bạn. Miễn sao là chúng ta sẽ không để cho tác phẩm này đi vào dĩ vãng, được không nào? Và thứ ba là chúng ta cũng cần phải làm bài tập, làm những cái bài tập xoay quanh tác phẩm này. Mình lấy ví dụ, các bạn có thể làm những bài tập nhỏ là phân tích một khổ thơ trong văn bản, hoặc các bạn phân tích một chi tiết trong văn bản, hoặc các bạn phân tích một nhân vật. Làm sao để chúng ta có thể lật đi lật lại kiến thức về tác phẩm để chúng ta không bị quên nhé. Và cuối cùng, như mình vừa mới nói bên trên, đó là khi mà các bạn đánh dấu những phần mình muốn tìm hiểu ở trong sách rồi, thì bây giờ chính là lúc để các bạn tự tìm hiểu những phần đó. Các bạn có thể sử dụng Internet, các bạn có thể sử dụng những trang mạng xã hội của mình, gõ những cái từ khóa mà các bạn ghi lại được ấy, các bạn đánh dấu lại ấy, và chúng mình sẽ tìm được những cái phần kiến thức rất là bổ ích và rất là lý thú. Mình tin rằng nếu như mà học chủ động như thế thì các bạn sẽ có một cái lượng kiến thức về văn bản văn học rất là tốt đấy. Và đây chính là những cái bí kíp
mà mình chắc học được trong quá trình mình học và nghiên cứu. Rất mong rằng nó có thể giúp ích được cho các bạn trong quá trình học môn văn. Chúc các bạn có được những điểm số thật cao trong môn văn và chúc các bạn học thật tốt, yêu hơn môn học này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!